Mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in đa chức năng của hãng HP, model là HP Laser ZM236SDW. Máy này có chức năng là in copy scan, in hai mặt tự động, hỗ trợ kết nối USB cổng mạng LAN và Wi-Fi. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt, cách kết nối Wi-Fi và cài đặt in Wi-Fi từ máy tính. Các bạn xem video thấy hữu ích nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên, các bạn thực hiện thao tác là cấp nguồn cho máy in. Dây nguồn một đầu các bạn gắn vào máy in, đầu còn lại các bạn gắn máy tính. Ở phía sau này nó có thêm hai cổng, cổng này là cổng USB và cổng này là cổng mạng LAN. Thì video này mình hướng dẫn để in qua Wi-Fi nên là mình sẽ không cần phải cắm cáp các bạn nhé. Công tắc nguồn nằm phía trước, các bạn chỉ được ấn nguồn thôi. Đó, ấn một cái là nó mở nguồn. Giấy in các bạn bỏ vào đây. Cái nắp này các bạn có thể mở lên mở xuống được. Cái dòng này chung là cũng ngộ các bạn. Cái màn hình nó nằm trên cái nắp này luôn, cũng không biết như thế nào nữa. Giấy in các bạn bỏ vào đây, đẩy sát vào trong. Hai bên các bạn chú ý này, bên này nó có cái ke này, các bạn có thể gạt qua gạt lại để chỉnh cái lề của cái ke này sát vào cái đường đi của trang giấy để giấy nó in ra được thẳng các bạn nhé. Các bạn phải chỉnh nó sát vào cái lề của trang giấy này, hai ke hai bên này. Rồi xong các bạn đóng nắp xuống, nói chung là nó che được bụi bẩn đấy các bạn. Giấy này thì khay này hơi nhỏ nhưng chung nó cũng chả quan trọng, mình cứ bỏ ít một mình xài thì hết bỏ thêm. Rồi máy in đã khởi động xong, cái màn hình nó báo ở đây của mình là máy cũ các bạn nhé. Nó báo như vậy có nghĩa là hết mực hoặc là hết chip này. Nhìn chung là mực thì đổ đầy rồi, nhưng mà đây đầu này hết chip rồi các bạn. Các bạn muốn hết thông báo thì các bạn thay con chip, còn không các bạn cứ để các bạn xài chẳng sao đâu. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kết nối Wi-Fi. Thì rất là nhiều video thì mình hướng dẫn cài đặt Wi-Fi ấy, thì mình cũng hay chỉ các bạn đó là các bạn cần phải reset lại cái mạng trở về mặc định của nhà sản xuất, vì cái máy này là máy cũ mà mình không biết là trước đó cái người dùng trước người ta đã setup cái Wi-Fi này ở chế độ nào, IP tĩnh, IP động hay gì đó mình không biết. Thì bây giờ việc của mình là mình sẽ phải reset lại cái Wi-Fi này trước khi mình cài đặt để cho đảm bảo là quá trình mình cài đặt được thành công. Rồi bây giờ để reset Wi-Fi trở về mặc định các bạn làm như sau. Các bạn nhấn cho mình cái chữ Y đây, các bạn nhấn giữ khoảng 3 giây. Rồi nhấn giữ khoảng 3 giây. Đó, nhả tay ra. Ba cái đèn này nó sáng hết lên. Đó, đèn Wi-Fi, đèn mũi tên và đèn scan nó sáng hết lên. Các bạn nhấn cho mình đồng thời hai cái đèn, đèn Wi-Fi và đèn scan. Đó, hai ngón tay các bạn ý nhé. Hai ngón tay các bạn nhấn đồng thời cùng một lúc nhé. Rồi. Các bạn nhấn khoảng 2 3 giây các bạn nhả tay ra. Đó, đó là cái thao tác các bạn reset Wi-Fi trở về mặc định của nhà sản xuất đó các bạn. Các bạn phải làm thêm thao tác này để đảm bảo các bạn sẽ cài đặt được suôn sẻ các bạn nhé. Rồi, các bạn chờ cho nó reset lại. Quá trình này sẽ mất khoảng cỡ tầm 30 giây đến 1 phút. Rồi, reset xong, máy in nó tiến hành nó khởi động trở lại. Các bạn chờ chút, nhìn chung quá trình này nó mất khoảng từ 30 giây đến 1 phút đấy các bạn. Nãy giờ là mình dừng video đó. Nó mất cả phút đấy. Rồi xong, máy in đã khởi động lại bình thường. Cái cách để mình kết nối Wi-Fi cho dòng máy này thì nó rất là nhiều cách để kết nối các bạn ạ. Nhìn chung là dòng này nó hơi rườm rà một xíu, nhưng mà mình chỉ các bạn cách mình nghĩ là đơn giản nhất. Đó là các bạn kết nối qua cái tính năng Direct Printer. Có nghĩa là các bạn dùng cái tính năng Direct Printer làm trung gian để các bạn kết nối Wi-Fi cho máy in. Rồi bây giờ để kích hoạt cái tính năng Direct Printer thì các bạn làm như sau. Các bạn để ý cái đèn Wi-Fi này nó chớp chớp như vậy á, có nghĩa là tính năng direct printer nó không hoạt động. Để nó hoạt động các bạn nhấp vô, nó tắt đi thì nó mới kích hoạt cái tính năng direct printer các bạn nhé. Rồi bây giờ trên máy tính ở đây là mình có máy tính sử dụng là Windows 11. Các bạn sử dụng máy tính Windows 10 thì nó cũng tương tự như nhau thôi, không có khác gì nhiều đâu. Tất nhiên là có khác nhưng mà không khác nhiều đâu các bạn. Việc đầu tiên là các bạn phải truy cập vào cái Wi-Fi Direct cho mình. Các bạn nhấp chọn Wi-Fi. Khi mà các bạn kích hoạt cái tính năng Direct của printer lên là nó sẽ có một cái sóng Wi-Fi nó như vậy các bạn này. Nó có chữ Direct rồi đó, HBM236 laser này. Đó, các bạn nhấp vô các bạn chọn cho mình. Rồi các bạn nhấp vô chọn Connect để kết nối. Nó sẽ yêu cầu các bạn nhập mật khẩu.
Đó. Nó yêu cầu các bạn nhập mật khẩu. Thì mật khẩu các bạn lấy ở đâu? Các bạn lại quay trở lại máy in cho mình. Rồi, các bạn quay trở lại máy in. Để cho máy in nó các bạn để một chút xíu là máy in nó chuyển qua chế độ ngủ. Các bạn muốn hoạt động trở lại, các bạn ấn bất kỳ phím nào nó sẽ hoạt động trở lại thôi. Các bạn nhấp cho mình cái chữ y này một cái, nhấp một cái thôi. Nó sẽ tiến hành nó in ra cho mình một trang giấy. Đó, đang in các bạn. Đây. Nó in ra cho mình một trang giấy. Thì trong trên cái trang giấy này nó có chứa cho mình cái một cái dòng, đó là cái dòng Wi-Fi Direct này. Rồi, trên này là cái tên của cái sóng Wi-Fi của nó này, và dưới này là mật khẩu này, và cái password này. Đó. Mỗi máy một khác các bạn nhé. Các bạn nhập cái mật khẩu đó vô cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu. Mật khẩu hơi dài các bạn ạ. Nó có những cái ký tự gì là các bạn phải nhập đầy đủ cho mình nhé, kể cả những dấu gạch ngang. Không được thiếu đâu các bạn nhé. Rồi, nhập mật khẩu xong mình nhấp vào Next để nó kết nối. Cái mật khẩu này thì mỗi máy mà khác nhau, không giống nhau các bạn ạ. Các bạn chờ nó kết nối nhé. Rồi, Wi-Fi, cái tính năng Direct đó được kết nối với máy tính. Nó để chữ là No Internet. Nhìn chung là cái này là chỉ là cái tính năng Wi-Fi để mà kết nối giữa máy tính và máy in thôi, nó không có mạng đi ra ngoài được các bạn nhé, nên nó để trên No Internet, các bạn đừng có ngạc nhiên. Rồi xong, vậy là mình đã kết nối máy tính với máy in qua tính năng Direct và Printer rồi đó. Tiếp theo, các bạn mở cho mình cái trình duyệt web lên. Ở đây mình có Google Chrome. Các bạn mở Google Chrome lên, ở trên cái thanh địa chỉ đây này, các bạn gõ cho mình cái IP 192.168.1, xin lỗi, .223.1. Các bạn gõ cho đúng giùm mình nhé, 192.168.223.1, gõ trên cái thanh địa chỉ này chứ không phải gõ trong ô tìm kiếm. Rồi enter. Đây là cái phần quản lý tất cả các cái gì liên quan đến cái máy in đó các bạn. Đó, system rồi chỉnh sửa copy này nọ này. Nhưng cái mình quan tâm nhất đó là cái gì? Đó là cái networking này các bạn. Các bạn nhấp vô. Rồi, tiếp theo các bạn nhấp cho mình cái wireless config. Cái menu bên tay trái các bạn thấy chưa? Có chữ wireless config đây này. Các bạn nhấp vô. Là để mình kết nối wifi đấy các bạn. Rồi. Ở đây nó yêu cầu mình nhập username mật khẩu các bạn này. Đây cái dòng đây này. Đó, nhập username mật khẩu này. Nếu các bạn coi video mà thấy nó hơi mờ thì các bạn chỉnh độ phân giải cao lên nhé. Các bạn chỉnh lên độ 1080 á thì các bạn sẽ rõ hơn. Rồi, các bạn nhấp ok để các bạn nhập username và mật khẩu. Cái username và mật khẩu là cái gì? Đây, mình chỉ các bạn luôn. Các bạn mở cái nắp máy lên cho mình. Tay các bạn cầm, các bạn mở nắp máy lên. Đó. Các bạn để ý này. Ở trong đây nó có cái ô này, các bạn thấy chưa? Username này và dưới này là pin này, nó là mật khẩu đó các bạn. Username là admin này, còn mật khẩu là 728.46.429. Đó, các bạn nhập vô cho mình. Cái này là mỗi máy một khác, không cái nào giống cái nào đâu các bạn nha. Các bạn đừng có nhập theo cái video của mình, mà các bạn phải coi trên cái máy của các bạn á, nó để làm sao để các bạn nhập cho đúng. Bây giờ mình sẽ nhập vào admin password 728.46.429. Đăng nhập. Nó quản lý bằng mật khẩu đấy các bạn ạ. Khi các bạn truy cập vào tới đây thì nó đang để chế độ off. Cái wifi đang để chế độ off. Các bạn thấy không? Nó check cho chữ off này này. Các bạn phải kích tiến hành là on nó lên. Các bạn check cho cái ô tròn on này lên này. Đó rồi. Các bạn chọn apply. Cái nút apply là nhỏ đó các bạn. Rồi tiếp theo các bạn chọn Z. Đây này. Cái nút Z là nhỏ này này. Đây. Đây là cái nó hiển thị tất cả những cái gì liên cái cấu hình về cái vấn đề kết nối wifi đó các bạn. Các bạn có thể thực hiện kết nối wifi trực tiếp ở trên cái trình duyệt web này. Các bạn chờ xíu. Cái phần này là cái phần mà nó hiển thị tất cả các cái wifi mà nó thấy, cái máy in nó thấy gần đây. Thế là xung quanh nó có những wifi nào nó thấy là nó hiển thị đến đây hết các bạn nhé. Các bạn chọn đúng wifi nhà các bạn. Ví dụ ở đây wifi nhà mình là máy Anh, mình sẽ chọn máy Anh. Rồi, tiếp theo mình sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu các bạn nhập ô dưới này nhé, chứ không phải ô trên này các bạn ý này. Có rất là nhiều bạn lộn nhập ô trên này này.
các bạn nhập ô dưới này, mật khẩu mình sẽ nhập là mai, các bạn gõ mật khẩu như các bạn vào thôi, mật khẩu nhà mình nhập rồi. Các bạn muốn biết mà mình nhập đúng hay sai thì các bạn nhấp vô cái ô sâu đây này, sâu charter đây này, các bạn nhấp vô này, nó sẽ hiện cho các bạn lên này để các bạn coi nhập đúng hay chưa. Mình nhập đúng rồi, việc của mình bây giờ là mình nhấp vào nút apply này thôi, nút apply nhỏ xíu đây các bạn này, ở góc bên tay trái đây này đó, con trò di chuyển đây này, các bạn nhấp vô nút apply. Các bạn xem video thì có thể thả cho mình quả tim trong phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video các bạn nhé, để cho YouTube nó đề xuất cái video của mình được tốt hơn và mang lại giá trị cho nhiều người hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì các bạn cứ để trong phần bình luận, mình sẽ coi và mình trả lời các bạn. Cái gì có khả năng mình trả lời được mình sẽ trả lời. Và tất nhiên không phải cái gì mình cũng trả lời được các bạn ạ. Có những cái nó vượt quá khả năng của mình, và thứ hai có những cái mà nó có quá rườm rà lằng nhằng, mình biết là có chỉ không thể chỉ các bạn được thì mình cũng không thể chỉ. Các bạn thông cảm nhé, chứ không phải cái gì mình cũng thể chỉ được đâu. Rồi, các bạn chờ xíu để nó tiến hành nó kết nối. Khi nào nó phải hiển thị được cái tên wifi của mình ở đây thì mới được các bạn nhé. Mình sẽ ấn F5 một cái để mình refresh lại cái trình duyệt. Mình nhấn F5, đó. Lúc đầu mình tưởng là mình làm chưa được, nó để chỗ này là chỗ không kết nối các bạn ạ, nó connect, nhưng mà khi các bạn ấn F5 một cái là nó làm mới lại trình duyệt á, là nó hiển thị được cho các bạn cái tên wifi của các bạn đây này. Như vậy các bạn đã cài thành công rồi đó, các bạn kết nối wifi cho máy in thành công rồi đó, connection như vậy là ok rồi máy anh. Và các bạn để ý khi mà các bạn chưa kết nối được wifi á thì cái đèn wifi này là nó tối, nhưng mà khi các bạn kết nối thành công là đèn wifi nó sáng luôn, nó không chớp nữa các bạn, nó không tối và nó không chớp mà nó sáng luôn. Như vậy có nghĩa là wifi của các bạn đã kết nối thành công. Vậy là công đoạn nãy giờ là công đoạn mà các bạn đã kết nối wifi cho máy in rồi đấy. Xong các bạn nhé, bây giờ mình có thể tắt đi rồi đây này, tắt đi. Các bạn đã kết nối cho wifi thành công, đó là bước 1. Rồi bây giờ bước 2 là mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt để in trên máy tính. Mình phải phân biệt ra hai bước rành mạch rõ ràng các bạn nhé. Vì khi mình đã kết nối wifi thành công rồi ấy, thì mình có thể cài đặt trên máy tính và mình cũng có thể cài đặt trên điện thoại luôn các bạn ạ. Rồi, và các bạn có thể một cái máy tính hoặc là 10 cái máy tính thì các bạn cũng làm như mình bây giờ đây nhé. Ví dụ đây máy tính của mình là Windows 10 này. Các bạn truy cập cho mình vào cái Google Chrome, các bạn mở lên. Các bạn tải cho mình cái driver, các bạn gõ là driver HB M236SDW, các bạn gõ đúng tên máy của các bạn, enter. Rồi, nó kêu là không truy cập trong web này được. Vì tại sao? Vì wifi của mình nãy giờ đang truy cập vào cái wifi direct. Các bạn bây giờ có thể là không truy cập vào direct nữa, các bạn truy cập vào wifi nhà các bạn đi để các bạn có mạng. Thì bây giờ là mình không cần direct nữa rồi các bạn. Direct nó chỉ là công cụ hỗ trợ ban đầu cho mình để mình kết nối wifi cho máy in thôi. Nó xong nhiệm vụ của nó rồi. Các bạn quay trở lại wifi, các bạn xài wifi ở đây là mình là máy anh thì mình quay trở lại wifi máy anh. Rồi, các bạn vào Google các bạn gõ driver HBM236SDW. Kết quả đầu tiên hiện ra các bạn click vô chọn cho mình. Đây là website của HP các bạn này, để ý này, có chữ hp.com này, rồi tên máy này các bạn nhấp chọn cho mình. Nói chung là để cài cái máy dòng máy in này á, nó tương đối là lằng nhằng phức tạp. Các bạn truy cập vào cái phần driver của hãng đây thì nói chung nó cho các bạn tải bố xô hết, rất là nhiều thứ để tải. Nhưng bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cài theo cách của mình. Và mình cũng cài thử rất là nhiều cách rồi, nói chung là thành công, có thành công và có không thành công. Nhưng các bạn cài theo cách của mình nhé. Các bạn tải cho mình cái driver Universal Scan Driver, các bạn nhấp vô cái này cho mình. Đó, các bạn ý này, rất là nhiều kết quả hiện lên, nhưng các bạn nhấp chọn cái này cho mình nhé. Cách này là cách nhanh nhất và các bạn thành công. Rồi, driver Universal Scanner Driver, nhấp vô. Các bạn nhấp vô download cho mình cái này. Đó, cái đầu tiên đây này, 411MB này, các bạn nhấp vô download về cho mình. Có nhiều máy tính ấy, thì nó hiện lên cái tải ở góc bên tay phải, bên tay trái dưới màn hình. Nhưng mà có nhiều máy tính như máy của mình đây á, cái trình duyệt của mình thì nó hiện trên này các bạn nhé, đang tải đây này. Nên các bạn để ý, có nhiều bạn nó đang tải rồi đấy mà các bạn không biết, các bạn cứ đi tải hoài vì các bạn không thấy nó tải ở dưới góc dưới này. Các bạn có thói quen hay tải góc dưới này. Nhưng mà bây giờ trình duyệt mới là nó tải ở phía trên này. Các bạn chờ nó tải về. Cái driver này là mình cũng sẽ để ở trong cái phần mô tả video nhé. Các bạn nếu không muốn tải trên này, các bạn có thể click thẳng vào trong phần mô tả video, các bạn tải cũng được cho nó tiện.
Cái video của mình sẽ hơi dài một xíu vì mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết, mà thực ra cũng chẳng phải chi tiết nữa mà làm đúng theo đúng bài bản từng bước một. Các bạn đừng có tua nhanh nhé, vì những cái video dạng như thế này các bạn tua nhanh các bạn sẽ không làm được đâu. Rất là nhiều bạn ấy mình hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhưng các bạn sẽ không làm được, lý do gì mình biết, khi các bạn hỏi là các bạn biết các bạn tua nhanh rồi, các bạn bỏ qua công đoạn rồi nên các bạn cứ hỏi hoài, thì lúc mình không muốn trả lời luôn. Mình tắt cái này đi. Các bạn chịu khó xem hết video của mình, có lẽ hơi dài nhưng mình đang hướng dẫn một cách bài bản nhất, đúng nhất, theo đúng quy trình nhất các bạn nhé. Chứ không phải là mình kéo dài gì đâu. Mình có cài bình thường mình cũng phải cài như vậy thôi, chứ mình cũng không là nhanh hơn được. Rồi, nó tải sắp xong rồi các bạn. 411 MB cũng hơi nặng đấy, cái mạng mình nó nhanh nó tải hơi nhanh thôi chứ mạng mà yếu là tải cũng lâu đó. Ở đây là mình đang sử dụng là Windows 11 các bạn nhé, Windows 11 64 bit. Rồi tải xong mình show folder lên, mình tắt cái trình duyệt đi nhé cho nó gọn nhé. Đây đây là cái driver mình tải về các bạn, các bạn chỉ việc nhấp đúp vô nó để mở lên thôi, nhấp đúp vô. Các bạn chờ xíu, máy tính mình hơi đứng. Nó đang thực hiện cái quá trình là giải nén các bạn. Vì khi các bạn tải về nó là một cái file dạng file nén đấy, thì trước khi nó cài đặt thì nó thực hiện cái thao tác nó giải nén ra. Các bạn chờ xíu. Một hộp thoại như vậy xuất hiện. Các bạn chờ xíu để cho nó loát. Nó loát cái gì đó mình cũng chả biết nữa. Nó đang quay tròn đấy các bạn này. Các bạn chờ xíu nhé. Rồi, loát xong. Nó hiện chữ Ctrl New lên. Các bạn nhấp vô chọn Ctrl New cho mình. Rồi, một hộp thoại như vậy hiện lên. Các bạn để ý này, nó có hai cái dấu check ô vuông ở bên này đây này. Các bạn check vào cả hai ô vuông cho mình luôn. Rồi, nhấp vào Next. Mình hạ cái folder này xuống nha. Nó hiện ra cái hộp thoại như vậy. Các bạn chờ. Nó sẽ chạy từ 1 đến 8 đấy. Quá trình này nhìn chung là cũng tùy vào mỗi máy tính các bạn. Có máy tính thì mình cài cũng rất là lâu, mấy phút đấy. Có những máy tính thì cũng nhanh. Các bạn chờ nó chạy. Rồi. Nó chạy xong. Nó xuất hiện một cái hộp thoại như vậy hiện lên. Các bạn nhấp rồi chọn cho mình cái chữ Automatic này. Automatic Setup. Rồi các bạn nhấp vào Next thôi. Đây là quá trình ấy, mà cái máy tính nó đang tìm cái máy in trong mạng. Các bạn lưu ý nhé, cái máy in các bạn là cài vào wifi máy anh thì cái máy tính các bạn muốn cài đặt cũng phải sử dụng chung wifi máy anh thì nó mới thấy được các bạn nhé. Rồi, nó thấy được cái máy in của nó trong mạng, cái máy HP 23627 nhìn chung nó đã nhận chung cái mã này các bạn ạ. Các bạn nhấp vô chọn cái máy in đó, rồi nhấp vào Next. Đây là quá trình nó đang lấy máy in về cho máy tính đấy các bạn. À không, quá trình này là quá trình đang lấy, đã đang cài máy ken đấy các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ chỉ các bạn cách để cài máy in. Nói chung là để cài đặt cái máy in này á, cho máy tính á, nó có rất là nhiều cách. Rất là nhiều cách các bạn nha, chứ không phải một cách đâu. Nhưng mà nó rất là phiền hà, cài cái dòng này phức tạp lắm. Và nên mình chọn cái cách này chỉ các bạn là cho nó nhanh thôi. Mình đang thực hiện cái quá trình nãy giờ là đang cài máy ken đó. Chỉ cần các bạn kết nối được máy ken cho máy tính, các bạn ken được là các bạn sẽ cài máy in rất là nhanh. Rồi, xong, finish. Vậy là các bạn đã cài đặt được chức năng scan và cũng coi như các bạn kết nối được máy in với máy tính. Bây giờ các bạn có thể ken được rồi đó.
Như bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để cài máy in luôn, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng Ken nhé. Để cài đặt máy in, các bạn làm như sau: nhấp vào cái ô tìm kiếm này cho mình đây này, cái biểu tượng tìm kiếm đây này, các bạn nhấp vô, các bạn gõ cho mình cái chữ CO, đó nó hiện cái Control Pane đây, các bạn nhấp chọn Control Pane. Bình thường thì nó nằm ở cái chế độ là cắt tô nó như vậy các bạn này, chế độ thu gọn đây này. Các bạn muốn mở rộng các icon ra thì các bạn chọn Smart Icon, các bạn nhấp vô cái mũi tên xuống chỗ view bar đây này, các bạn nhấp mũi tên xuống, các bạn chọn Smart Icon là nó hiển thị tất cả các icon ra. Các bạn tìm cho mình cái biểu tượng là Device and Printer đây, Device and Printer đây là phần quản lý máy in máy scan, các bạn nhấp vô. Mình tắt cái folder đi nhé, ở đây cái hộp thoại như vậy xuất hiện, các bạn nhấp chọn cho mình cái chữ là Printer and Scan, nhấp chọn. Ở trong đây á thì nó chưa chưa có cái máy in HB236 của mình, vì nãy giờ quá trình mình cài nãy giờ là mình mới chỉ cài máy scan thôi. Bây giờ để cài máy in thì các bạn làm như sau: nhấp vào cái biểu tượng chữ Add Device cho mình, đó Add Device trên này này, các bạn chờ xíu, nó đang tìm trong mạng đấy các bạn ạ. Chỉ cần mà cái máy tính của các bạn là kết nối chung wifi với máy in thôi là tự động nó sẽ tìm kiếm trong mạng đó có cái máy in nào nó hiện lên hết luôn đấy, không phải chỉ HP đâu, kể cả Canon hay Brother nó hiện lên hết luôn á. Việc của các bạn bây giờ là các bạn chọn đúng cái máy in của các bạn thôi. Ví dụ đây cái máy của mình là 236, các bạn chọn đúng là được. Các bạn chờ xíu để cho nó chạy xong đi đã. Rồi chạy xong rồi, các bạn nhấp số cái chữ Add Device đấy các bạn này, đó Add Device này, thẳng cái hàng cái máy HB236 qua có chữ Add Device này, các bạn Add vô này là nó sẽ thêm vào máy tính cho mình đó. Chỉ cần các bạn cài thành công máy scan rồi đó, thì các bạn cài máy in đơn giản lắm, chứ còn các bạn mà cài tải mấy cái phần mềm full, các bạn cài máy in ngay từ đầu các bạn cài hoài không được luôn đó. Mình đã cài thử rồi các bạn, rồi xong, đang chạy hay chưa xong, sắp xong thôi. Mình chỉ các bạn cách nhanh nhất thôi, chứ còn nó không phải nó thiếu cách cài đâu. Vậy nên các bạn có xem video, bạn nào làm theo cách khác ok thì các bạn cũng đừng phản đối gì nhé, vì nó có nhiều cách mà, mình chỉ theo cách mình hay làm thôi, chứ không phải mình nói cách của mình là hay nhất hay là cái gì cả, mà cách này mình làm mình cảm thấy nó dễ nhất thôi. Các bạn chờ xíu, chạy hơi chậm rồi. Cái máy in nó hiện chữ ready như vậy này, là có nghĩa là nó cài đặt mọi thứ ok rồi các bạn ạ. Rồi vậy là xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành in thử các bạn nhé. Mình mở một cái file buộc nào đó để mình in thử. Được rồi. Ví dụ mình in thử cái file buộc này đi. Đây. Cái máy này có chức năng in hai mặt, mình sẽ in hai mặt thử luôn. Mình nhấp vào file này. Rồi, chọn print này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chọn đúng cái máy in của mình thôi. Đây. Cái máy của mình là HBM236, mình chọn đúng máy in của mình. Cần in. Tiếp theo, ở đây nó đang để chế độ là in một mặt, print on size. Muốn in hai mặt thì mình chọn là print on both size là hai mặt. Của giấy A4, đúng rồi. Rồi nhấp vô nút print để in thử. Rồi các bạn để ý này, cái máy in này nó nãy giờ nó ở chế độ ngủ, khi mà mình ra lệnh in nó phải có một cái quá trình mà nó khởi động lại đó, nó đang đảo lại giấy đấy các bạn. Đây là bản in của máy này, nói chung là bản in rất là đẹp thôi, mực thì mình mới nạp lại, có điều có con chip mực thì nó hết rồi, cần thì thay không cần thì thôi, chả quan trọng các bạn. Đó là các bạn đã in ok. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm scan của nó. In thì đa số các máy nào cũng giống nhau thôi, chẳng có khác cái gì đâu các bạn. Khi các bạn cài đặt xong á thì ở ngoài desktop nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái biểu tượng, đó là cái HB scan đấy các bạn này, đó cái biểu tượng bên này các bạn thấy chưa, HB scan đây này, các bạn nhấp để mở nó lên.
Các bạn chờ xíu nhé. Cái thằng Windows 11 này nó hơi chậm chậm như vậy đấy. Máy tính của mình cũng hơi chậm chậm rồi, nhưng mà gặp cái thằng Windows 11 này á thì nó cũng chậm chậm các bạn. Và cái thằng phần mềm HP này nó cũng vậy luôn, mở lên nó không lên ngay đâu, nó cứ chạy chán chê rồi nó mới mở. Rồi, ở đây là cái giao diện Ken của cái máy in HP 236. Bây giờ để Ken thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ úp cái văn bản cần Ken vào vào máy. Cái máy này nó hỗ trợ Ken bằng khay ADF tự động quấn và khay mặt phẳng là ở đây các bạn nhé. Nó hỗ trợ qua hai khay. Bây giờ mình sẽ khay Ken thử bằng khay ADF. Mình sẽ để hai trang vô. Cái mặt nào cần Ken các bạn cho quay lên các bạn nhé. Cái đầu các bạn cho quay vào, và cái mặt nào cần Ken các bạn cho quay lên. Nó sẽ lấy mặt trên nữa các bạn. Các bạn lưu ý nhé, chỉnh hai cái hai bên này cho nó sát cái đường đi của giấy để giấy nó Ken được thẳng. Rồi, quay trở lại với cái giao diện Ken của máy in. Ở đây nó có nhiều cái, bên này nó có nhiều cái lựa chọn định dạng file các bạn này. Trên cùng là file PDF này, rồi file hình ảnh này, rồi gửi vào mail gì đó này. Thực tế cái mấy này mình chả quan tâm đâu. Các bạn chỉ quan tâm cho mình hai cái thôi, đó là cái PDF và cái hình ảnh trên này thôi. Nhưng thông thường tất cả khách hàng đa số là PDF là chính thôi. Rồi bây giờ mình sẽ scan thử file PDF. Ở đây, đầu tiên là item toy gì đây này. Là nó chọn chế độ là photo hay document, thì đa số chọn document thôi, cái này mặc định cũng chả quan trọng. Rồi cái này là một size, hai size, nhưng cái này là không có ken hai size các bạn nhé. Hai size là hai mặt, nhưng đằng sau nó để chữ manual các bạn này, có nghĩa là thủ công nữa. Thì chẳng giải quyết vấn đề gì, các bạn chọn một size cho mình thôi. Rồi, tiếp theo, cái dưới này. Nếu như các bạn mà để chế độ là detect content on page này, là nó sẽ lấy cái phần vùng của chữ các bạn nhé. Nhiều lúc cái trang giấy của các bạn trắng quá là nó không lấy hết trang giấy đâu, nó chỉ lấy cái phần chữ thôi. Và nên nó rất là dở, các bạn để cho mình đúng khổ giấy A4 luôn, để nó lấy cho đúng khổ giấy. Chứ các bạn mà để cái chế độ mà detect content on page là nó chỉ lấy cái phân vùng mà có hình ảnh có chữ thôi, còn phân vùng khác là nó bỏ đó. Ví dụ giấy trắng của mình ấy, có chữ nhưng mà xung quanh là trắng ấy, là nó bỏ hết phần trắng bên ngoài đi ấy. Là khổ giấy, cái giấy của mình ken ra không đúng đâu nhá. Các bạn chọn khổ giấy A4 cho mình. Rồi cái này các bạn kệ, không cần chọn. Rồi tới chỗ đây là nó kêu là document cái gì hiệu document fitter và nutter đây này. Thì đây là nó chọn cho mình chọn nó kiểu như là khay tự động hoặc là khay mặt kính nha các bạn. Thì giờ mình sẽ chọn cái trên này đi, khay tự động đi. Còn đây là độ phân giải 200 dpi. Rồi ken màu, color là màu đen trắng gray gì đó, mình chọn ken màu. Định dạng file là PDF. Rồi lưu vào, nó chọn thư mục để lưu các bạn này. Thì mình lưu vào thư mục document của mình thôi. À không, cái này lét buộc, các bạn cancel đi. Cái này các bạn không cần quan tâm nhé. Cái này các bạn không cần quan tâm. Các bạn chọn cho mình là document. Đó. Rồi, các bạn nhấp vào ken. Đó, máy đang cuốn giấy để chạy các bạn. Cái máy này thực ra thì mình cũng mới sử dụng thôi các bạn ạ, mình cũng không rành lắm đâu. Mình cũng mới nghiên cứu từ hôm qua đến nay thôi, mình mới có được hôm nay mình nghiên cứu mình quay cho các bạn thôi. Nên có nhiều cái mình cũng hơi bỡ ngỡ, có nhiều cái mình nói không được đúng lắm, có gì các bạn thông cảm nhá. Chứ mình cũng không phải quá rành về dòng này đâu. Thì cái gì mà rành thì cũng phải có thời gian để trải nghiệm mới rành được, nhưng mình chưa có thời gian trải nghiệm nhiều. Rồi xong, nó ken được hai trang các bạn này. Đó, hai trang mình mới ken ra đó. Bây giờ nếu các bạn muốn ken tiếp thì các bạn có thể ken tiếp, các bạn bỏ vô rồi các bạn nick vô cái chấu cộng đấy các bạn này, nó dấu cộng chỗ này này. Nhưng bây giờ là mình sẽ không ken bằng cái khay tự động nữa. Nãy giờ là mình ken khay tự động rồi, bây giờ mình sẽ ken bằng khay mặt phẳng. Ở đây mình có cái tờ lịch này, mình sẽ đặt vào mình ken thử. Rồi để xem nó ken làm sao các bạn nhé, xem nó có tự động lấy khay mặt phẳng hay không nhé. Mình nick vào dấu cộng đây này, góc tay trái dưới màn hình đây này, nhấp cộng này. Rồi tiếp tục. À rồi, ok, nó hiện cái bảng này lên. Mình nghĩ là mình sẽ chọn là flat đi, là mặt phẳng đi. Nó cho mình chọn thì mình chọn thôi. Rồi click vào nút ken. Mình cũng chưa được trải nghiệm nhiều đâu các bạn ạ. Vậy nên có những cái gì mà mình hướng dẫn nãy giờ mà không được đúng cho lắm, hoặc là có rườm rà lắm, rườm rà gì đó, các bạn bỏ qua cho mình nhé. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn cứ làm theo mình là đúng hết á, không có sai gì đâu. Rồi đó, đây là cái tờ lịch mình mới bỏ vào này. Các bạn muốn ken nữa các bạn cứ bỏ tiếp tục, các bạn bỏ vô thôi. Còn bây giờ thôi, mình sẽ phím lịch để lưu. Các bạn chọn nút sell vào đây.
nhấp vô nút sell. Bây giờ nó mới hỏi các bạn lưu đâu này, chứ nãy mình chỉ hơi lung tung đấy. Bây giờ nó hỏi các bạn lưu đâu này, ví dụ bây giờ mình chọn lưu của mình này, rồi tên file này, nhấp vào nút sell. Đó, khi mà scan xong, lưu xong là nó hiện ra cái thư mục cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ mở lên coi thử nha, xem chất lượng file scan ra sao nào. Chung từ đó ok các bạn, cái này tờ giấy của mình nó quấn thì bị lệch các bạn này, nãy mình để không có sát nên là tờ giấy nó quấn hơi lệch này, nên cần các bạn phải để cho nó ngay ngắn một xíu thì nó quấn mới thẳng các bạn nhé. Cái này lỗi do mình để thôi chứ không phải lỗi của máy đâu. Ok, vậy là chức năng scan có nhiêu đó thôi các bạn, không xài nữa các bạn tắt đi thôi. Rồi còn cái chức năng copy nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Máy này ấy, thì nó in hai mặt, nhưng mà mình thấy nó copy chỉ có một mặt các bạn ạ. Mình cũng không biết là nó có hỗ trợ tính năng copy hai mặt hay không nữa. Nhưng mà mình thấy rằng mình để ý thì thấy nó copy có một mặt thôi. Bạn nào mà biết thì chỉ mình với. Bây giờ mình sẽ copy thử các bạn nhé. Mình sẽ úp cái bản cần copy vào cái khay mặt kính này thôi. Hoặc các bạn có thể để khay tự động tùy các bạn. Nó đều chạy được hết. Các bạn úp sát góc bên này các bạn nhé. Úp sát góc bên này này. Cái mặt cần copy các bạn úp xuống, sau đó các bạn chỉ việc ấn cho mình cái biểu tượng copy ở góc bên tay trái đây này, ấn rồi là được. Nó đang ở chế độ ngủ, các bạn ấn là nó hiện lên thôi. Các bạn ấn thêm cái nữa nhé. Rồi máy đang chạy đó các bạn. Mình cũng mày mò, thực ra mình chưa có nhiều thời gian nên là mình cũng chưa tìm ra cái tính năng mà có thể copy hai mặt. Hiện tại thì mình chỉ có thể copy một mặt thôi. Để sử dụng chức năng copy thì quá đơn giản. Các bạn chỉ việc úp giấy vô, rồi các bạn ấn nút copy là xong. Hoặc các bạn cũng có thể để vào khay ADF cái trên này. Bây giờ ví dụ bây giờ nhé, mình sẽ để vào khay ADF cái trên này. Đó, xây sát vô, nãy giờ mình để không có sát nên là cái đường đi của giấy nó không được thẳng. Sát vô, rồi bây giờ mình copy thử các bạn nhé. Khi mà trên này có giấy thì nó sẽ ưu tiên hết trên này thôi. Đó là nguyên tắc của các cái dòng máy in đa chức năng các bạn nhé, chứ không phải riêng một hãng nào hết. Mình thấy hãng nào cũng vậy. Nếu các bạn để vào khay ADF cái trên này, nó ưu tiên nó lấy cái trên trước. Đó, copy ra ngay ngắn thẳng thắn thôi, không có gì. Nãy scan nghiêng là do mình để không sát cái kề hai bên. Không xài nữa các bạn tắt điện đi thôi, công tắc nguồn chỗ này. À quên nữa, nếu có kẹt giấy thì các bạn phải xử lý làm sao. Kẹt giấy thì nó có hai chỗ để lấy giấy kẹt. Đầu tiên là các bạn mở cái nắp này lên. Đó, bên trong này là hộp mực của máy các bạn này. Các bạn chờ xíu để mình bật cái đèn led lên cái nhé, cho sáng cái. Đây, bên trong này là hộp mực của máy này. Các bạn chỉ việc cầm cái cần này, các bạn nhấc hộp mực ra. Có giấy kẹt bên trong thì các bạn từ từ các bạn lấy ra thôi. Xong rồi các bạn cắn hộp mực trở lại. Máy này nó sử dụng hộp mực HB136A. Các bạn thấy không? HB136A này. Xong rồi thì các bạn đóng nắp trở xuống. Chú ý, khi lấy giấy kẹt các bạn lấy từ từ để cho giấy nó ra được thẳng thắn, không bị rách. Chứ rách ở trong rồi mất công rồi lại khổ. Với thứ hai, vị trí giấy kẹt số 2, đó là cái khay đảo mặt phía sau các bạn này. Các bạn cầm các bạn mở ra. Đây là cái khay đảo mặt phía sau của máy. Nếu như mà khi các bạn in đảo mặt giấy mỏng, giấy kẹt gì đó thế nào phía sau này, các bạn chỉ vừa mở ra các bạn lấy ra là xong thôi. Nó chỉ có hai chỗ thôi các bạn nhé. Rất là đơn giản. Vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách nắp đặt, cài đặt, kết nối wifi cho máy in và hướng dẫn các bạn cách cài đặt in qua wifi từ máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ qua những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy In Vũ Gia. Và hơn nữa các bạn thả cho mình quả tim trong phần bình luận để tăng độ tương tác các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.